Chào mừng các bạn đến với trung tâm giải mã điện thoại 540 Nhật Định. Hôm nay tôi trình bày cách ghép SIM iPhone 6 của nhà mạng SoftBank của Nhật Bản. Còn đây là iPhone 6 của một khách hàng mới. iPhone 6 này là phiên bản đang chạy iOS 8.0.2. Đây là chiếc SIM ghép đã ghép sẵn. Và đây là chiếc SIM tiếp theo. Chúng tôi bắt đầu lồng vào xem. Vâng, có sóng rất nhanh. Để chúng tôi thử cuộc gọi em. Cái chất lượng của gọi nó là bảo nhìn, nó bảo không nào. Vâng. Chúng ta thử cái tính năng wifi không? Vâng, và nó rất nhanh. Trên lửa. Đây là... thử tính năng 3G xem nào. Chúng ta kiểm tra tin nhắn. Các bạn đã theo dõi clip mình.